Ukraine cho thấy khả năng sẵn sàng nhượng bộ, mà cộng đồng quốc tế cũng đang nỗ lực chạy đua ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng và tháo ngòi xung đột ở châu Âu. Khi Tổng thống Vladimir Putin thông báo mở màn chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố mục tiêu số 1 của ông là phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, Nga bắt đầu có dấu hiệu nhẹ giọng hơn trong các phát biểu về Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 8 tháng 3 khẳng định mục đích của quân đội Nga không phải là chiếm đóng hay lật đổ chính phủ Ukraine. Đến ngày 11 tháng 3, Tổng thống Putin tuyên bố trong cuộc gặp với người đồng cấp Belarus tại Moscow rằng đàm phán giữa Nga và Ukraine đã đạt được một số tiến triển tích cực. Đây có thể là những dấu hiệu cho thấy sự thay đổi của Nga. Điều này khiến các nhà đàm phán tin rằng Tổng thống Putin đang hướng đến một giải pháp thương lượng để tìm lối thoát cho cuộc xung đột mà chính ông cũng không nghĩ rằng sẽ kéo dài và gây thiệt hại lớn như vậy. Vào ngày 10 tháng 3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba tại Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu cuộc đàm phán cấp cao nhất giữa hai quốc gia kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, nguyên thủ quốc gia đóng vai trò như một nhà ngoại giao kết nối hai bên xung đột, tuyên bố rằng cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng có thể mở ra cánh cửa cho một lệnh ngừng bắn lâu dài. Lập trường của Nga là yêu cầu Ukraine phải duy trì trạng thái trung lập, phi hạt nhân, phi quân sự hóa, phi phát xít hóa đất nước, công nhận Crimea là một phần của Nga, công nhận chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk, hai vùng lãnh thổ ly khai tại đông Ukraine. Mặc dù vẫn còn những khác biệt chưa thể dung hòa, song cả Nga và Ukraine đều cho thấy sự giảm tông rõ rệt trong các tuyên bố công khai. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8 tháng 3 nói rằng ông không còn hào hứng với việc gia nhập NATO sau khi nhận thấy liên minh quân sự này chưa sẵn sàng kết nạp Ukraine. Liên minh này lo sợ những điều mâu thuẫn và lo sợ đối đầu với Nga, ông Zelensky nói. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy nhà lãnh đạo Ukraine tạm thời từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, dù Kiev vẫn theo đuổi lập trường này trước đây. Liên quan tới việc công nhận độc lập của Donetsk và Lugansk, Tổng thống Zelensky cũng cho thấy tín hiệu khả quan khi tuyên bố ông sẵn sàng đàm phán để tìm kiếm giải pháp có thể chấp nhận được.